Lần nào mà tôi đi công tác hay là đi chơi xa là có ít nhất có một cái cây nào đấy nó dính chưởng. Và lần này có đang thấy phát hiện có khoảng hai cây đang bị dính chưởng. Ví dụ như cây này, cây sung rất đẹp, rất hay và cực kỳ là nhiều quả. Vòi quả thì nó bao năm nay nhưng mà bây giờ là bà cho thụi lụi hết rồi. Xin chào cả nhà, cô chú anh chị. Chia sẻ các bác chuyến đi xa dài ngày thì hôm nay tôi lại trở về Hà Nội thì có một cái chuyện mà mình lường trước rồi nhưng mà vẫn không tránh được, đó là cái chuyện cây các bác ạ. Tức là như này, câu chuyện nó như thế này, đối với các bà vợ, không biết là các bà cố ý hay là các bác ấy quên hay như thế nào, không có kỹ thuật thì tưới tắm hay như nào không biết, nhưng mà đại loại lần nào mà tôi đi công tác hay là đi chơi xa là có ít nhất có một cái cây nào đấy nó dính chưởng. Và lần này có đang thấy phát hiện có khoảng hai cây đang bị dính chưởng. Ví dụ như cây này, cây sung rất đẹp, rất hay và cực kỳ là nhiều quả. Vòi quả thì nó bao năm nay nhưng mà bây giờ là bà cho thụi lụi hết rồi. Thế thì tôi về tối hôm qua thì từ Nhật Bản trở về thì cũng muộn đấy, nhưng mà có cái gì đó nó nghi. Thật ra thì ngày nào cũng gọi điện video về ấy, là hỏi cây cối tưới cho anh chưa, hôm nào cũng tưới rồi, lại còn có hôm vừa tưới xong thì mưa. Tưới thế hỏi tưới cách nào, tưới rồi, tưới đậm lắm, tưới múc từng gáo tưới vào gốc. Ủa, nghe yên tâm đấy nhỉ, thấy thương vất vả. Ôi dồi ôi, thế mà hôm qua về cái cây của mình nó lá nó rụng chi chít từ dưới này, và cái cây gần như là nó kiệt, nó hỏng hết những cái vòi quả cũ rồi. May quá về vẫn còn kịp cứu, tất nhiên nó chưa khô hết nhưng mà gần như là những cái vòi quả là nó ra đi hết rồi, quả kia là khô hết rồi này. Quả kia này đang chịu, đây là những cái quả còn sót lại nhé, còn những quả mà tôi cắt đi thì tôi bỏ đi rồi, tôi về sót ruột thôi, tôi sẽ giải quyết luôn. Đấy, thì hỏi là tưới thế nào, vẫn tưới như anh hướng dẫn. Thì thôi, mình cũng chẳng biết trách móc gì, may quá nó cũng chưa chết. Đấy, thì nó chưa chết thì thôi. Lần trước là, tôi còn nhớ là lần trước tôi đi đâu? À, đi miền Tây. Cũng độ này năm ngoái, đi miền Tây độ cũng khoảng độ một tuần gì đấy. Lục tỉnh miền Tây ấy, thì cũng dặn dò hướng tưới cây hướng dẫn các thứ nhưng mà về vẫn có một cây lăn đùng ra chết. Đấy, thế chị đau, thì lần này mình sợ thì mình dặn đi dặn lại, mình còn lên hướng dẫn cả cách tưới cơ mà, rồi bơm nước vào đâu, rồi xịt vòi và lá xong rồi vào gốc như thế nào. Thế mà cũng may đấy, nó vừa rồi là có mưa các bạn. Nghe nói là Hà Nội ngày nào cũng có mưa, tất nhiên là ban ngày rất là nắng nhưng mà có mưa, chứ không thì mấy cây này thì theo các cụ rồi. Thì thôi, cũng là may mắn đấy. Và cũng là thanh lọc luôn những cái dằm. Thực ra là ngày trước là tiếc những cái dằm này vì nó nhiều quả lắm các bác xem rồi đấy. Cây này nhỏ quá nhiều quả thì tham quả thì chắc chắn là dằm không đẹp rồi. Phải nói thẳng là như vậy. Đấy, thì cố gắng này đợt vừa rồi thì cũng may là thôi. Vợ nó làm cho phố thế này thì nó lại thoáng đi cây đi. Thì sau mình nuôi những cái quả thân thì thôi, và một số quả treo thôi, chứ bây giờ nhiều quả quá thì cũng mệt, nó cũng hại cây đó các bạn. Vừa một lứa quả chưa kịp nứt đã lên đường theo dăm rồi, nhưng mà đổi lại thì bây giờ nhìn các bác nhìn thoáng hơn không? Thoáng hơn. Cây này tay này to tí, bấm đến đây, cái này hơi dài rồi đó các bác, thì mới cắt qua những cái nhìn cho nó đỡ xác xơ này. Các bác nhìn lá này, lá nó bây giờ đốt cái là cháy luôn. Đấy, các bác xem đáng sợ không? Thế này thì ai bảo bố ai dám đi đâu các bác. Mình cứ cầu trời khấn mưa, nó có mưa, ngày nào nó có mưa thì nó mới được như này, không có thì bây giờ thì thành củi rồi. Cái câu chuyện cũng như là cái kinh nghiệm các bác, nhờ người nhà tưới cây thì cũng phải có chuyên môn các bác, bởi vì là những cái cây mà như này, ví dụ cây này, các bác tưởng tượng nhé, có mưa, mưa to, mưa lậu, mưa to mà nhanh thì không ăn thua, không ướt nổi gốc.
phải mua dầm mua lâu. Thế thì vì sao mà các bà ấy hay tưới cái kiểu là cứ thấy ướt lá thì thôi, hay là dội cho cái vào gốc nó trôi bố nó đi, thì đến vài tiếng nó lại khô luôn, chẳng ngắm được cái gì. Thì cứ bảo là em tưới rồi, em tưới kiểu ý thì đúng là vỡ mồm. Đấy, các bác ạ, thì là những cái cây mà nó rậm lá như này, tưới là cũng phải có chia làm nhiều đợt. Các bác tưới mà tưới làm ướt đất đi xã, xong rồi các bác tưới lại ít nhất lần nữa, ướt tưới vào lá xịt cho sạch rồi tưới vào đẫm vào gốc ấy, chứ không là thấy lá ướt nhẹp rồi dưới gốc chưa có cái gì nó oẳng là đúng rồi. Lại hỏi vì sao vẫn tưới đều mà lại oẳng, thì cây này nó cũng, cái hôm vừa rồi nó cũng lá rậm rạp như này này thì nó cũng dính này, thì mình cũng dễ hiểu thôi, nhưng cũng rất may là nó có mưa, thực sự là rất may có mưa đấy. Nghe nói mấy hôm vừa rồi Hà Nội nắng nóng lắm, khủng khiếp lắm các bác đúng không? Mình thì lại đi tránh nắng được, bên kia thời tiết khí hậu mát mẻ dễ chịu lắm. Và đây cũng là cái mùa du lịch của anh em, của chú anh chị thì mê cây ấy, mà đi đâu thì nhiều khi cũng hơi ngại nhỉ. Và đấy là một chuyện là nhờ các bà vợ, còn nhờ và những cái ông mà ví dụ mình nhờ mà họ không có chuyên môn ấy, tưới tắm ấy, thì nhiều nó cũng như vậy thôi. Họ tưới rất qua loa sơ sài, thậm chí dội cái trôi hết cả đất. Thì nhiều khi mình nhờ, đã một khi đã nhờ ấy, thì hướng dẫn nhiều quá người ta cũng bực mình. Nhưng mà chả nhẽ người ta bảo cái cây mà không biết tưới, nhưng mà đúng là thực sự là cây là cũng phải học tưới đấy. Học tưới đấy, không phải là đơn giản thôi. Nhất là những cây trên chậu này. May quá em lại rất là đẹp, vẫn còn đẹp, ok. Thoáng đãng mạch lạc. Rồi, cũng số rồi, cũng may mắn. Chắc nó còn bò một hai cái dăm nữa thôi, nhưng không đáng ngại. Cái cốt nó vẫn ngon là ok rồi. Đúng không ạ? Đấy. Về nó sợ mình thì sao, nó rội đẫy nước vào gốc này này. Đấy, vẫn ẩm này. Xong nó mình lên, mình thăm cây nó bảo thôi, muộn rồi mai lên. Mình đã có mùi rồi. Mày quá chưa chết. Đây này, ông này này, nắng cho cháy hết cả rồi này. Ô khỉ. Này, cháy rụng hết cả lá luôn. Cây này đã thân tàn ma dại rồi lại còn dính cháy đấy. Giờ mày quá, rất may những cây này mình không đụng vào này, để lá nó tùm nó tự nó bảo vệ nó này. Không có thì cũng đau đầu lắm. Đi tong mấy trăm củ ấy. Đây, cái nhỏ con này mấy trăm cổ đấy các bạn, chứ đùa này, cháy hết cả lá này, khiếp. Nắng, chứng tỏ vừa rồi nắng rất là dã man luôn. Và xem thì vừa rồi mình cũng tương đối là nhiều những cái việc và những cái cuộc di chuyển, cây cối mình không quan tâm được mấy, cũng chẳng giao lưu mua bán gì mấy, thì hy vọng là thôi thì từ đây thì mình vào ổn định, thì hy vọng là sẽ mua và bán được nhiều hơn. Các bác cô chú anh chị ủng hộ nhé, thị trường cây cho nó nóng lên, cho nó vui vẻ. Anh em vẫn bán tốt lắm, nhưng mà mình ít giao lưu nên nhiều khi nó cũng khó. Đó. Thì hy vọng là cái thị trường nó tốt lên thì anh em cây cối vui vẻ được nhờ, còn có tiền mà đi chơi, mà đi nhảy múa các bác nhỉ, hưởng thụ chỗ nào đẹp, chỗ nào vui rồi đến mà chơi cho nó biết. Đó. Thì những cái đấy thì nó rất là tốn kém, thì buộc mình phải có kinh tế thôi. Đó, các bác ạ. Rồi kiểm tra, bây giờ mới có thời gian để kiểm tra đi. Qua về khuya xong rồi sáng phải đi làm. Rồi cây này mấy cây này may giúp ở trong cái góc này, ở trong góc này. Này cây đi chơi triển lãm đây này. Hôm tôi đi ấy, tôi nghi ấy. Tôi nghĩ thời tiết nó khắc nghiệt, tôi bê hết vào trong cái xó này này. Bê hết trong cái xó này. Này, đã che rồi đấy nhá các bác. Wow, vẫn dính trường đấy. Dính trường là do thiếu nước ở gốc thôi. Các bác ạ, may quá nó mưa. Tôi đoán là mưa hôm bụp, hôm cắt hôm bụp và mưa nó mưa không dai. Mưa không dai. Thì nó không đọng được nước cho nên là rất nhanh mà mất nước. Em này thì may quá. Chắc là gần ở đây với bé thì cứ dội là nó xuống, cũng may đấy, chứ không thì cũng về chắc cũng ngất mất, không biết làm nào, trách mắng gì được ai bây giờ nữa. Nhưng mà nó may quá, thế thì cứ đi thêm 3 hôm nữa chắc là thôi. Ok đấy, may.
Rồi, cảm ơn quý các bác cô chú anh chị theo dõi nhé. Này, cùng ngắm lại cây sung nhé. Lúc mà lá nó xác xơ nó rụng như này và chưa cắt tỉa gọn gọn như này chút ý thì các bác nhìn tưởng nó chết rồi, chắc sốt ruột lắm đấy. Ổn rồi, ổn rồi. Rồi, yên tâm nhá, không chết được đâu, chỉ có đẹp hơn thôi. Cũng là trong cái rủi gói may đấy. Vì qua cái lứa này thì thanh lọc đi những cái dằm yếu luôn này. Đấy, nói luôn là cho nó thoáng cây. Rồi, cảm ơn các bác, để tôi cầm kéo cắt nốt cái này đi nhá. Rồi, xin phép hẹn lại các bác quý cô chú anh chị ở video mới chợ tiếp theo nhá. Lại trở lại với chợ Vạn Phúc nhá, lại đi trở về cái máng lợn này, vui chơi hết nhạc rồi, té rồi, lại về đi cày thôi. Chúc các bác thật nhiều may mắn sức khỏe nhá.